Sự kiện này nhất định được gọi là sự kiện lịch sử. Thành phố Saint Petersburg, xưởng đóng tàu Severnaya và đích thân Tổng thống Putin tham gia lễ đặt khi đóng tàu hai khinh hạm thuộc đề án 22350. Hai khu trục hạm lớn khác thuộc dự án 11711 cũng đang được làm lễ đặt quay với sự chứng kiến của Tổng thống thông qua truyền hình trực tiếp từ Kaliningrad. Đây là một ngày kỷ lục trong lịch sử chiến hạm Nga hiện đại. Đây chính là những chiến tàu quyết định hình ảnh của Hải quân Nga trong tương lai. Việc lễ đặt quay diễn ra có sự chứng kiến của Ngài Tổng Tư lệnh không chỉ là một vinh dự mà còn là trách nhiệm. Sau những chuyến thăm như vậy, hầu như không ai có đủ can đảm để kéo dài thời hạn hoàn thiện, làm gián đoạn lịch trình và tăng chi phí ròng. Do đó, sự phục hưng của lực lượng hải quân hiện nay dưới hình thức các cuộc duyệt binh lớn, các chuyến đi biển được công khai hóa cao và việc đóng mới các tàu lớn sẽ được tăng tốc. Không nghi ngờ gì về điều đó vì không còn thời gian nữa rồi.